Rồi các bạn để ý chỗ này nè, các bạn xử lý được nhiều cái tranh sơn dầu luôn, nó cũng là cái cách thức như vậy nha. Là đó là thầy đang lấy một cái màu sáng sáng da người để thầy lấy cái sáng trên cơ thể nè. Ví dụ thầy phủ qua nè, ví dụ thầy bắt đầu cái chân trước đi nha. Chú ý cái cách thầy phủ và thầy nhìn theo xương, ví dụ cái xương chậu, xương hông á, ở đây phủ làm sao, xương đùi, cái phần sáng xương đùi, còn nhiều lớp nữa, nhưng mà nè đây nè, xéo đây, xương sườn à, cái bẹ vô phần ngực nè, phần vai xéo nè đó, phần cơ nè, cơ vai nè, cơ chéo cổ nè, cái mặt nè. Đó, chú ý một cái hệ thống luôn, cái phần sáng cánh tay bên kia nè, sáng ngực bên kia nè. Nguyên một cái hệ thống sáng luôn không, và sao thậm chí là cái phần sáng cái cánh luôn nè. Đó, bây giờ bắt đầu mình đưa vô cái sự tự nhiên nè của cánh nè. Đó, mình khều khều ra từ từ, tự nhiên các bạn thấy cái cánh nó đẹp liền, khều ra nè, khều ra, và mình rỉa nè, mình rỉa cái phần cánh, thấy không, rỉa phần chuyên sâu á, rỉa nè cánh nè, đó rỉa 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 lông nè. Đó, các bạn nhận diện ra là nó có khác biệt so với cái bước hồi nãy đúng không?